Từ từ chứ không đủ giờ. Em nghe chị. Em xong chưa lắm? Dạ em đang làm. Cô xong chưa? Cỡ bao lâu phút nữa để chị đứng đây? Cô đây đà. Cô mặc áo đỏ không vậy? Cô mặc áo đỏ đúng không? Dạ chưa chị ơi, em đang nặng. Đó cỡ 10 phút nữa không? Cả Hay tầm. là Ê không có đắp mặt không, rất nặng không thôi. nặng. Không à? Dạ đây 10 phút nữa chị. Dạ.
Ờ.